Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm cái món khoai lang viên chiên với mình nha. Món này ăn vừa ngon mà lại lạ miệng nữa. Thay vì mình nấu chè hoặc là mình làm những cái món bánh hấp từ khoai lang thì các bạn hãy thử thay đổi với món bánh này. Và khi làm xong thì viên khoai lang rất là mềm và dẻo các bạn. Ở ngoài thì có một cái lớp áo đường vừa ngọt mà lại thơm nữa. Và để biết cách làm chi tiết cho cái món khoai lang này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho cái món bánh khoai lang. Khoai lang thì mình xài đây là 400g, các bạn tính khi mình đã gọt sạch vỏ. 200g bột năng, 2 muỗng cà phê mè đen, một ít muối, 100g đường cát. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình đi hấp khoai lang trước, các bạn cho hết khoai lang vào trong nồi. Rồi bây giờ mình sẽ đem hấp tới khi nào những cái miếng khoai lang này chín mềm. Khoai lang thì mình cũng đã hấp cho chín rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái nĩa, các bạn tán nhuyễn khoai lang ra. Lúc còn nóng thì mình làm rất là dễ. Thâu khoai lang thì mình cũng đã tán cho nhuyễn ra như vậy này các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ cho đường và muối vô. Đường thì mình cho vào là 2 muỗng cà phê đầy, chứ mình không có cho nhiều quá. Tiếp theo mình dần vào một ít muối. Và cho hết 2 muỗng cà phê mè đen vào nữa. Cho vào xong thì các bạn trộn đều lại. Rồi cuối cùng thì mình cho bột năng vô, các bạn cho vào một lần 100g trước. Sau đó thì các bạn nhồi. Khoai lang khi đã bóp gần đều thì các bạn cho 100g bột năng còn lại vô. Thì mình có thể sử dụng bột năng hoặc là bột nếp đều được hết. Nếu mà trong khi các bạn nhồi đó mà bột nó hơi khô quá thì mình cho thêm một ít nước lạnh. Lúc này thì khoai lang và bột năng nó hơi khô nè các bạn, thì mình cho vô một ít nước. Rồi các bạn nhồi cho bột thành một khối. Khoai lang và bột thì mình cũng đã nhồi lại cho thành một cái khối rất là dẻo và mịn này nè các bạn. Không bị khô và cũng không có bị mềm quá nữa. Rồi bây giờ thì mình để qua một bên, mình chuẩn bị đi vò ra thành những cái viên nhỏ. Để chuẩn bị vò viên thì các bạn rửa tay của mình cho sạch, sau đó mình lấy một cái lượng khoai lang vừa đủ, tầm khoảng bao nhiêu đây, rồi các bạn xoe tròn lại. Mình làm như vậy thì cũng khá là nhanh, khoai lang ráo nên là khi để xuống mâm thì sẽ không có bị dính. Thì mình có thể làm hình tròn nè, hoặc là các bạn làm thành ra những cái hình dài cũng đều được hết. Mình làm viên bự quá thì khi ăn nó sẽ hơi ngán, nên là làm viên vừa phải là được rồi. Khoai lang thì mình cũng đã vò viên xong rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu để mà mình đem đi chiên. Chảo dầu mình chuẩn bị thì cũng đã bắt đầu nóng rồi. Và khi chiên thì các bạn cần cho nhiều dầu một chút. Mình thả từ từ những cái viên khoai lang vào. Khi chiên thì mình chỉ chiên với lửa trung bình thôi nha, các bạn không chiên lửa lớn quá. Những viên khoai thì mình cũng đã cho hết vào trong chảo rồi, thì bây giờ các bạn chiên tới khi nào mà khoai lang của mình có cái màu vàng đẹp là được. Và mình chỉ chiên với lửa trung bình thôi nha các bạn. Mẻ khoai lang đầu tiên mình chiên thì cũng đã có cái màu vàng đẹp này các bạn. Chiên lên thì cái viên khoai của mình nó sẽ phồng như vậy. Mình vớt hết ra ngoài. Rất là thơm luôn nha các bạn. Màu sắc thì vô cùng đẹp mắt nữa. Sau khi đã vớt ra hết thì các bạn cho mẻ khác vô mình chiên tương tự. Những viên khoai lang thì mình cũng đã chiên xong rồi các bạn. Khi nguội lại thì cái viên khoai lang này nó hơi teo lại chút xíu. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi sơn đường. Và để sơn đường thì các bạn cho hết cái chén đường còn lại vô.
Rồi mình cho vào đây là 50 ml nước lọc. Rồi các bạn mở bếp lên và mình nấu cho đường sôi. Đường thì mình cũng đã thắng cho tan hết và sôi lên rồi. Các bạn cho vào trong chảo một ít muối trắng. Sau đó thì mình sẽ thắng tới khi nào mà đường nó bắt đầu kéo chỉ non là được. Mình dằn một ít muối vô để cho đường có cái vị ngọt đậm đà hơn các bạn. Đường thì cũng đã bắt đầu kéo chỉ rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết khoai lang vô. Sau khi đã cho vào xong thì mình trộn đều lại. Tới khi nào mà đường nó kéo cát là được. Đường mình trộn một hồi thì cũng đã bắt đầu có cát rồi này các bạn. Mình trộn liên tục như vậy thì đường nó sẽ bong lên, nó bám vào trong cái viên khoai lang. Như vậy là mình đã làm xong một mẻ khoai lang chiên ngào đường rồi, rất là đơn giản luôn nha. Ngào xong thì cái viên khoai lang rất là ráo. Mình chuẩn bị cho ra đĩa và thưởng thức cái món khoai lang này. Và đây là những viên khoai lang mình đã ngào đường xong rồi. Màu sắc thì trông rất là bắt mắt nha các bạn, một lớp đường được áo ra ngoài. Ở bên trong thì lại rất là dẻo ngon luôn nè. Và bây giờ thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cái món khoai lang chiên ngào đường này nha. Và khoai lang khi ăn vào thì rất là dẻo nè các bạn, một lớp áo đường ở ngoài có độ ngọt vừa phải chứ không có bị ngọt quá. Ở bên trong khoai lang này thì mình chỉ cho một ít đường nên là chỉ có một cái vị hơi ngọt chút xíu thôi. Và cái vỏ đường ở ngoài mình áo như vậy thì rất là vừa ăn luôn nha. Món bánh này mình làm cũng khá đơn giản mà lại dễ nữa. Thay vì các bạn nấu chè thì mình có thể thử thay đổi với cách làm khoai lang này nha. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với cái món khoai lang chiên này.